Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong dịp lễ, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, thành phố Vũng Tàu tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát về trật tự xây dựng, quản lý đất đai tại các địa bàn được xem là điểm nóng về xây dựng. Trong ngày hôm qua, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các ban ngành thành phố đã tiến hành kiểm tra thực địa trên địa bàn phường 11, phường 12. Kiểm tra tại phường 11, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã phát hiện tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Cụ thể, tại hẻm 78 Đô Lương, ở thời điểm kiểm tra, có một căn nhà cấp 4 đang xây dựng tường gạch, lợp mái tôn với diện tích 75m² và một công trình khác đang san lấp trên diện tích 55m². Các trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng yêu cầu ngưng thi công để xử lý. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường 11, chỉ trong tháng 4 năm 2021, phường đã xử lý và tháo dỡ 77 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng đất đai. Để đối phó với sự kiểm tra giám sát của chính quyền, các đối tượng này thường xây dựng vào các ngày nghỉ lễ, cuối tuần, kể cả ban đêm. Chỉ cần cây que lá thôi là người ta sẽ đưa giường, đưa bàn thờ vô người ta ở để ta có hành vi chống đối của mình. Từ đầu tháng 4, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chấm dứt chủ trương ký và phân bổ số lượng hợp đồng lao động làm công tác kiểm tra xây dựng, đảm bảo trật tự đô thị tại các phường trên địa bàn thành phố, thì tình hình vi phạm về đất đai xây dựng ở các phường vốn nóng như phường 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh lại càng nóng. Do đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa để giám sát, nắm bắt tình hình quản lý trật tự xây dựng đất đai của các phường xã, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, thực hiện và giám sát. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, với những trường hợp cố tình tái vi phạm sẽ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho công an điều tra. Thành phố cũng không chỉ xử lý các đối tượng nhà thầu hay chủ đất mà còn xử lý luôn cả thợ xây, thợ hồ nếu vận động nhắc nhở mà vẫn tiếp tục tái phạm. Công an thành phố triển khai các lực lượng từ các đội nghiệp vụ với công an phường thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản để nắm tình hình, phân loại từ chủ thầu xây dựng trái phép, rồi những cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, kiểm tra nguồn hàng có đảm bảo được tính pháp lý hay không. Một mặt là các đội nghiệp vụ tập trung để đấu tranh án, mở rộng án. Kết quả thì bước đầu là cũng đã khởi tố 8 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng án, rồi tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Để kéo giảm cái tình trạng này, ngoài cái việc làm ngoài thực địa này thì thành ủy cũng ban dự thảo cái nghị quyết là tăng cường trách nhiệm đối với các cái đảng viên. Đối với các cái đảng viên từ tổ dân phố, khu phố đến tất cả mọi người là đảng viên ấy thì đều phải tham gia vào công tác là quản lý nhà nước với thành phố. Tức là gì? Tức là anh thứ nhất là anh không được thực hiện các hành vi vi phạm về xây dựng đất đai. Thứ hai là khi anh phát hiện ra các cái hành vi vi phạm đất đai đấy thì anh phải nhắc nhở. Đấy. Có thành lập các cái tổ, các cái đội để vận động các cái người đấy là không thực hiện nữa. Còn trường hợp không thực hiện, người ta không thực hiện thì sẽ xử lý. Làm việc với lãnh đạo các phường 11 và 12, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phường lập bản đồ khoanh vùng các khu vực nóng về trật tự xây dựng đất đai trên địa bàn để tăng cường kiểm tra xử lý, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo lãnh đạo công tác quản lý đất đai xây dựng,